S6R. Đó, diễn với phê đúng không? Lên ga mạnh này nọ. Tàu cái này chuẩn bị về qua bến bên kia để móc cá. Em này bự. Mitsubishi S6R. Bến Tre 99027 TS 7 nút. Cabin có làm lan can nữa. Ghe của Ngọc Dung. Anh Tài Công lú đầu ra dòm cổng ba chân chuyên về lết nha. Không bay ghe này chỉ lết thôi. Vậy là chiếc này rời ga rồi. Chiếc Ngọc Nguyên về ga nha. Cho Ngọc Dung vô. Góc độ này là nghiêng nè. Ngầu. Nhìn đã. Chuẩn bị quăng dây. Quăng. Thường ta quăng cái cọng dây nhỏ nó dễ hơn.
này dời ra. Mới cần đầu xong. À, nhìn cái bô bự ghê. Nghe tiếng hết hồn. Nha. 6 mét mấy bề ngang. Bự. Ghe Bến Tre em nè, em lấy chờ bá nhìn đã. Tấn Hữu Thành. Tàu cái. Tàu đực của nó đang ở bến rồi. Sáng giờ mới lên đồ xong. Bến Tre 94479. Thần tài lớn. Quay đầu. Từ đây đến ngày 20 vô nhiều lắm. Mình gắng cố gắng mình quay được bao nhiêu thì quay nha. Lên. Rời cảng nữa. Để coi. Ghe này tên là Ngọc Nương. Cái này là cái nha. Cậu ba chân. Mỗi lần ghe rời cảng á, những cảnh lên ga nó chạy tốc độ nó nhìn nó đã. Mình thích cảnh này cho nên mình cũng muốn quý vị khán giả xem chung. Lặn lội ở Bến Tre thì chỉ có nhiêu đó đó. Rời cảng nữa. Ai đây? Ồ, ghe của Phước Hải. Biển số này cũng được nè. 95199. 99 đuôi là đẹp rồi. Chiếc Phước Hải đó xài cẩu 4 chân. Mời cẩu làm ngộ dưới trời. Mới phê đúng không? Lên ga mạnh này nọ. Chiếc cái này đang chứa đồ cũng khá là nhiều ha. Vài chục tấn đồ. Hơn 50 tấn nữa quý vị.
cậu làm ngộ thì chứ không có thanh ngang luôn á. Làm lan can luôn trên dàn mát nhìn nó cũng hay á ha, tạo ra kiểu dáng mới chạy lùi không à, không quay đầu luôn trời.